Xin chào mọi người. Hôm nay thì nhà mình sẽ đi ăn buffet hải sản ở một cái quán tên là Chai Village. Cái vé buffet ở đây là 499 hay 500 hay 550 gì đó. Đại loại đây là một buffet hải sản. Đó, có tôm hùm, có cua. Rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Hôm nay mình cũng sẽ quyết định là đi một đôi giày thấp để tăng cái hiệu suất đi lại lấy đồ ăn, cũng như là quyết định là sẽ ngồi từ 6 giờ tới 9 giờ chẳng hạn. Mình mặc một cái váy rất là rộng để một hồi ăn thì không có bị bụng bự ra. Không, I mean bụng bự ra nhưng mà không thấy được. Rồi, mọi người đi theo mình nha. Awkward. Đây là cái view bàn của tụi mình. Thì dễ thương quá nè. Từ đây có thể nhìn xuống phố đi bộ được. Quán này có tên là Chai Village. Và cái quầy của ta sẽ ở phía đằng kia. Bây giờ tụi mình sẽ lại đó xem nha. Rồi order đồ ăn. How do you feel? That's the second best ever. First one, our wedding. Fuck that, that one. I don't even care. I don't even care. This is the first one. Best. Love.